Một tin vô cùng tuyệt vời, Tuyết Nhung Thiên Ngân đón nhận một thông tin vui, cơ hội sang Mỹ hát không còn xa. Tuyết Nhung Thiên Ngân ra mắt dự án mới Tưởng Nhớ Dỗ Đầu của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Chào mừng khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào và hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về Thiên Ngân, Trường Sang và Tuyết Nhung. Được biết sắp tới vào tháng 10, chương trình Paris by Night 134 sẽ diễn ra tại Bangkok. Mạnh Quỳnh thì đang cố gắng giúp đỡ các hậu duệ của Phi Nhung là Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang được tham dự vào sự kiện lần này. Vì anh biết rằng Phi Nhung cả đời đi hát cũng chỉ mong được các con của mình có thể thành công, giúp các em có một cuộc sống tốt hơn. Hơn hết, Thiên Ngân có giọng ca cao vút, nghe có nét rất giống Phi Nhung, không thể để tài năng của em bị bỏ phí được. Thiên Ngân là một cô bé có tiềm năng và rất cần được mọi người đầu tư hơn nữa. Nếu được tham gia vào Paris by Night 134 thì đây có lẽ là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của Thiên Ngân. Bà Mariato tuyên bố nhận Tuyết Nhung sau đêm nhạc thứ hai Paris by Night 133. Mạnh Quỳnh cũng bật khóc vì cảm động. Ngay sau khi kết thúc chương trình thì bà Mariato cũng đã bước lên khán đài, xúc động không kìm nổi nước mắt khi thấy Tuyết Nhung mặc bộ áo dài đeo chiếc nhẫn đỏ giống Phi Nhung thứ hai khi chị diễn ca khúc Kiếp Tẩm. Sau 2 năm khổ luyện, Tuyết Nhung giờ đây đã có chất giọng dày và tốt hơn, có chiều sâu hơn. Điệu bộ lần này được Phi Nhung luyện tập nên hiện tại khả năng thanh nhạc của em đã được đánh giá một học trò rất có tiềm năng của Phi Nhung. Đứng trước những người con nuôi ngoan hiền của bản thân thì bà Tô Ngọc Thủy mắt đỏ hoe nghẹn ngào phát biểu: "Nhung ơi, em trên cao có thấy rõ không? Nhung, bé Nhung đang đứng trên sân khấu Paris by Night thay em thêm tiếng hát đến cho mọi người này." Khi bé nhận được cô bé này, "Và chị sẽ nhận cô bé này để đào tạo, vượt sáng như em vậy. Em ở trên cao hãy yên lòng nhé. Mong em sẽ luôn dõi theo con đường của chị và các con trên con đường sự nghiệp sắp tới. Chắc chắn sẽ tỏa sáng, chắc chắn sẽ thành công." Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Juno, Quỳnh Trang, chắc chắn các con sẽ là một thế hệ tuyệt vời, nối tiếp cho thế hệ vàng son Phi Nhung, Mạnh Quỳnh. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày vía Quan Âm, em cùng tất cả các em về thăm chùa với thăm sư phụ và thăm mẹ của chúng em. Qua bên kia ngồi kìa con, qua bên kia kìa. Chứ sao? Con mẹ Nhung mà đâu giỡn. Đang nằm lại cả nhà. Ba! Gì con? Đây là con, đây là chỉ đây nè. Mẹ. Đi ra vườn sau.
Không được ở đây. Về chỗ khác, rớt vào đầu. Rớt vào đầu. Ẩm đầu. Thôi. Ba kìa, nó đi vô kìa ba. Cái gì? Đây. Anh Hiếu đâu hướng dẫn nè. Anh Hiếu à. Ê, đi xích vô. Dạ. Ê, quay phụ. Con lên trang của mẹ. Trang của mẹ. Cô Châu nè. Đi ra ngoài cho cô chụp hình cho cô với các em. Thấy rồi nè. Thấy bộ rồi. Bộ không được nấp. Bây giờ không còn gì để mất nữa mà nấp với nụng. Dạ. Chụp hình với ông bà rồi đi kìa. Không, chụp hình với ông bà. Ông bà về trước kìa con. Hiếu ơi, con đọc lên rồi, cảm ơn các cô chú rồi. Đó, con cứ đọc vậy đó. Dạ rồi, con cảm ơn chị Nguyễn Hà, cô Châu, cảm ơn mọi người đã... cảm ơn chị Hà Sơn, cảm ơn cô Mèo Mèo Huế. Dạ rồi, con xin cảm ơn mấy cô nhiều. Dạ, mọi người có thể tham quan cảnh chùa nha mọi người. Hiện tại chùa đang xây cho nên là chùa hiện tại đang xây nha mọi người. Đây. Cái điều. Trời ơi, cha tôi á. Khoa đang bị là chú. Đi qua cổng. Chú. Đi trước đi. Đi trước. Cái này nó chạy chi đã luôn. Chi nóng quá. Ăn đều rồi. Chút gì lấy. Hai ổi Như ơi. Hai ổi giấc mưa Như ơi. Đây. Để cho mọi người để đặt cái điều. Chạy mất xỉu đó. Ôi, rớt cái điện thoại của Hiếu.